Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ đi xoay đêm các bạn ạ. Ra một cánh đồng này xoay đây xem gặp con gì không mình sẽ bắt nhá các bạn nhá. Ui giời, nhiều ốc thế các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, mình xoay thế ở đây. Một con cá vàng rồi các bạn ơi. Wow. Đi, một con cá vàng này các bạn. Đẹp thế nhỉ. Các bạn ạ, ra đi. Cái vàng này sao ấy các bạn ơi. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Mình có cái vợt đây rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái vợt này của mình sẽ ướp vào cá vàng này xem. Ui các bạn ơi, đẹp chưa? Ui đẹp thế các bạn ạ. Ui các bạn ơi, ui ui. Vẫn đang tắm đi trong vật của mình nữa. Đẹp chưa này các bạn ơi. Ui đẹp đây của mình. Ô múc nước. Đấy. Để múc nước để cho cá vàng nó sống các bạn. Wow, múc nước rồi. Đây giờ mình sẽ đi xoay tiếp nhá. Xem có gì không để mình vớt tiếp các bạn. Bạn ơi, mình nhìn thấy một con gì thế này. Ui, dài chưa này. Wow, con gì đây các bạn ơi. Khổng lồ luôn này các bạn ơi. Wow, ui ui ui, nó trườn này các bạn ơi. Ui, con cá gì nó ở đây thế này các bạn ơi. To chưa này. Ui, một con cá gì nó mắc kẹt ở đây các bạn. Ui, cái râu của nó này các bạn ơi, dài chưa. Quái vật cái gì các bạn ạ. Ui, người nó trơn lư. Râu nó to lắm các bạn ạ. Các bạn ơi, ui nó dài thế các bạn ạ. Ui quái vật các bạn ơi. Ui sợ chưa nhờ. Ui nó bơi cạn ở đây này các bạn. Wow, để mình sẽ phải đi tìm cái thao của mình. Mình sẽ bắt này. Mình sẽ giải cứu bạn cá thôi các bạn ơi. Đi rồi đi rồi. Ui bạn quái vật này có lên trên này rồi các bạn ơi. Ui quá là to luôn các bạn ạ. Ui khủng khiếp luôn. Ui đây rồi các bạn ơi. Wow, mình đi được rồi. Ui to lắm các bạn ạ. Ui ui quái vật luôn. Ui ui các bạn ơi. Ui 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 khỏe thế các bạn ạ. Quá khỏe luôn các bạn ơi. To hơn cái nắm tay của mình bắt không vừa này các bạn ạ. Đây rồi, làm thế nào để bạn để bắt được con này. Wow, đây rồi các bạn ơi. Wow, quái vật này các bạn ơi. Ui to thế các bạn ạ. Wow, mình thải vào thao này của mình. Ui cho vào cái thao này của mình ơi. Quái vật luôn các bạn ạ. Wow, hay rồi, bây giờ mình sẽ đi xoay cá bắt tiếp nhá các bạn nhá. Nào, đi lên trên này xem nào. Ui, mình sẽ phải kéo cái thao cá đi các bạn ơi. Đây nữa, mình lại phát hiện ra đây lại có một con cá vàng đang bơi đây này. Ui nhiều cá vàng chưa. Wow, mình sẽ lấy cái vợt này của các bạn, mình sẽ vớt con cá vàng này. Ui bơi nhanh quá. Đây rồi. Ui thôi, à đây rồi, đây đây lại đấy. Mình sẽ chặn đầu các bạn. Wow, vào đi vào đi vào đi. Ui không vào rồi. Đây rồi, đây rồi. Ui ui mình sẽ trộm nhá các bạn nhá. Wow, mình sẽ lấy tay mình. Ui mình trộm được bạn cá vàng rồi các bạn ơi. Đẹp chưa. Wow đẹp thế các bạn ạ. Mình sẽ thả vào đây của mình. Wow, mình sẽ thả vào đây. Đấy, được 3 con rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ để đi tìm tiếp đây. Nào, đi xoay tiếp thôi nào. Đã nhìn ra ở đây có một con cua đồng này. Ôi, một bạn cua bạn đang định chui vào hang này các bạn ơi. À, nước cạn thì mình xoay nước nó trong. Mình nhìn thấy rất là rõ luôn các bạn. Ui, bạn ấy công được cả một cục đất to thế các bạn ạ. Ô, thả trong này. Wow, nhiều cá thật các bạn ạ. Tiếp xem. Ui, đây lại có một con nữa này các bạn ơi. Đây đây đây, cua nó đang bò đây này. Wow, bắt luôn các bạn ạ. Ý, mình đi soi đêm thì mình soi thấy con gì mình bắt con đấy các bạn ơi. Hay quá, gặp may quá các bạn, hôm nay được con cá rất là to. Đi tìm soi tiếp nhá. Ui các bạn ơi, mình soi thấy 2 con cá vàng ở đây nữa các bạn ạ. Nhiều chưa. Ui nắm ốc lắm các bạn ạ. Đây này, đây có một con cá vàng nữa các bạn ạ. Ấy nhìn thấy mình thò vào xuống là nó chạy mất các bạn ạ. Khôn lắm các bạn ơi. Wow, đây rồi, đây rồi. Đây rồi các bạn ơi. Ui, mình vớt được đây rồi. Một bạn cá vàng nữa các bạn ạ. Rất là xinh xắn luôn. Đẹp chưa này các bạn ạ. Buổi tối đi ra đồng xoay gặp toàn cá vàng thôi các bạn ạ. Mới gặp một con quái vật khổng lồ luôn các bạn ơi. Tiếp xem nào. Ui, đây, đây, đây. Đây rồi, đây vẫn còn một con nữa các bạn ạ. Wow, không biết có bắt được con này không.
Nào, ui, chạy nhanh chưa? Đấy, đấy, đây rồi. Ui thôi, à đây. Đây rồi các bạn ơi, ui, mình mò được các bạn ạ. Hơi, mình bê tay mình chộp được này các bạn ơi, nhiều cá vàng chưa? 4-5 con rồi này, nhiều thế các bạn ạ. Mình sẽ để đi xoay tiếp nhá. Đây nữa các bạn ơi, gặp một bạn cua bạn ngon đi bàn nữa này các bạn ơi. Ui, đậu trên cái này nè. Thì mình quanh đây sẽ có con cua nữa không? Ui, các bạn ơi, ốc gì mà nó leo lên cao thế này nhỉ? Ui, ê, con ốc này à, cái mồm của nó ra là to thế các bạn ạ. À, đây, đây một con nữa này các bạn ơi. Ui, đây rồi, một bạn cua con này. Wow, đây một con nữa, hai con liền các bạn. Ui, nhiều cua thế các bạn ạ. Cho vào cái vật này của mình. Ê, mình sẽ xoay cua, mình sẽ cho vào cái vật. Ui, đây một con nữa này các bạn ơi. Wow, đây, ui, ba con rồi các bạn ơi, nhiều cua thế nhỉ. Đấy, bé bé này các bạn. Wow, 4-5 con rồi các bạn ơi. Ui, đây này, cua đây các bạn ơi. Wow, nhiều cua lắm các bạn ơi. Đây này, ui, 5 con rồi các bạn ơi. Ấy, nó cắp mình đọc quá. 5 chú cua liền rồi. Tiếp xem, ui, nhiều cua con thế nhỉ. Đây này, nhiều thế các bạn ơi. Mang về mình sẽ đổ vào cái thùng cá này của mình, xong mình sẽ đi xoay tiếp nhá. Nhiều cua quá các bạn ơi. Ui, đây này. Ui, bắt được rất nhiều các bạn cua các bạn ạ. Wow, nhiều quá các bạn. Giờ mình sẽ để đi tìm tiếp thôi. Nào. Ui, đây, đây các bạn ơi. Ui, cua khổng lồ luôn. Wow, to chưa này các bạn ơi. Hi, hay thế. Nhiều cua thật các bạn ạ. Mình nhìn thấy một con gì nó lượn ở dưới này này các bạn ạ. Ui, đây này các bạn ơi, cái đuôi của nó đây này. Cái đầu của nó đây các bạn ơi. Con lươn các bạn ạ. Ui, bỏ rất là chậm rãi ở dưới mặt nước này các bạn. Ồ, một bạn lươn này các bạn ơi. Ui, 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 bơi nhanh thế các bạn ạ. Ui, mình đánh động được các bạn ấy bơi nhanh chưa. Wow, đấy, bơi rất là nhanh luôn. Không biết tay không có bắt được con lươn này không các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ này, thử lấy tay không mình sẽ bắt được con lươn này cơ nào. Ui các bạn ơi. Wow, mình kẹp được một bạn lươn rồi các bạn ạ. Đây này. Ui, mình bắt được một bạn lươn rồi này. Ui, buổi tối đi soi rất là phong phú luôn các bạn ạ. Gặp rất nhiều các con vật này. Ui, để một bạn lươn nhá các bạn nhá. Wow, mình sẽ cho vào đây các bạn ơi. Ui, một bạn lươn đây này. Cá này các bạn ơi, cá khổng lồ luôn. Cá vàng, cá chê các bạn ạ. Oh, nào, sẽ đi soi tiếp thôi. Wow, chỗ này nước như nó đục của các bạn. Mình sẽ phải đi tìm chỗ nước trong để mình soi cho dễ nhá các bạn nhá. Đây là một con cá vàng này các bạn ạ. Ui, đẹp chưa này. Đấy, mình soi quay sát mặt nước cho các bạn xem con cá vàng nó bơi này. Ui, một con cá vàng nữa đây này. Đẹp chưa. Mình sẽ lấy tay mình sẽ bắt con cá vàng này. Wow, buổi tối cá nó lặng im này, mình bắt được rồi. Khả năng bắt được các bạn ạ. Wow, bắt được rồi các bạn ơi. Một chú cá vàng này. Ui, ui, đâu rồi. Mình sẽ cho vào cái ca này của mình các bạn ơi. Ui, mình đi soi xa quá các bạn. Đây, cho vào cái thau cá đó của mình các bạn ơi. Wow, nhiều quá các bạn ạ. Thấy chưa, cá chê này, cá vàng các bạn ạ. Ui, con gì đây các bạn ơi. Wow, một con ngué này các bạn. Ui, ui, đâu rồi. Đây, mình sẽ mò đấy thế nào. Đây, ui, thôi thôi thôi, bơi mất rồi.